Thưa quý vị, với vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, thời gian qua, mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng luôn chú trọng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, mặt trận các cấp đã huy động sự đồng thuận của người dân chung tay thực hiện các quyết sách của thành phố, xây dựng Đà Nẵng ngày càng vững mạnh. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Để phát huy sức mạnh đồng thuận của người dân, mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố chú trọng đến việc thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội với tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng ở 56 xã phường đã giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở cùng nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Thông qua hoạt động phản biện, mặt trận các cấp xác định đây là diễn đàn để tập hợp rộng rãi ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của mặt trận đã đi vào cuộc sống, được nhân dân thành phố đồng tình hưởng ứng. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh được lồng ghép, gắn kết với chương trình thành phố năm không ba có bốn an đã tạo nên sức mạnh cộng hưởng, lan tỏa mạnh mẽ đến từng khu dân cư. Nhân dân trong từng tổ dân phố, khu dân cư đã động viên, hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Trong những năm qua, đặc biệt là 10 tháng đầu năm 2022 này, các ban tắc mặt trận khu dân cư đã làm tròn trách nhiệm của mình với vai trò là giám sát và phản biện, tuyên truyền các đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước đến nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đó, đã làm hoàn thành các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Trong các đợt mưa bão vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng đã huy động hơn 7 tỷ đồng và 4.000 xuất quà hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn. Thông qua dịp cầu nối mặt trận, nhiều tổ chức doanh nghiệp đã chung tay cùng chính quyền thành phố san sẻ khó khăn với bà con nhân dân chịu thiệt hại nặng nề sau mưa bão. Mỗi xuất quà ấm áp được trao tặng tay cho các hoàn cảnh khó khăn đã thể hiện ý nghĩa nhân văn cao đẹp của tình yêu thương đùm bọc, qua đó thắt chặt hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặc dù là sau 2 năm bị đại dịch, nhưng mà khi có chủ trương của mặt trận và được sự đồng lòng của cán bộ công chức người lao động trên địa bàn thành phố, thì đến nay chúng tôi đánh giá là cái nguồn huy động được đã trên gần 2 tỷ 9 ấy, trong một tháng vận động. Và trên địa bàn thành phố thì riêng thành phố đã vận động được 4 tỷ 3. Và toàn thành phố thì chúng ta đã cả quận huyện, phường xã cộng lại và thành phố thì chúng ta trên 30 tỷ. Đến dự và chung vui trong ngày hội đại đoàn kết với các khu dân cư trong thời gian vừa qua, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cũng đã nhấn mạnh việc huy động sự đồng thuận của người dân là một trong những điểm then chốt để triển khai thành công các quyết sách, chủ trương đề ra. Đại đoàn kết là cái dòng chủ lưu trong cái lịch sử của dân tộc chúng ta. Nó kết thành một cái sức mạnh tuyệt đối, một cái sức mạnh vô địch để mà nhân dân ta, dân tộc ta vượt qua hết khó khăn này và đánh bại mọi kẻ thù để mà xây dựng đất nước và dân tộc chúng ta có ngày hôm nay. Và cũng đó cũng chính là cái dòng chủ lưu trong tư tưởng lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng hiện nay, các cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ và cuộc cách mạng sau chủ nghĩa thì cũng đều nhằm phát huy cái sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để chúng ta hướng đến cái mục tiêu. Và hiện nay là hai cái nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam sau chủ nghĩa. Bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, thời gian qua, mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố đã làm tốt vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết toàn dân. Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, thời gian tới, mặt trận các cấp tiếp tục tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy nội lực sẵn có để xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh và hiện đại.